Hola, xin chào bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Thành đây. Hôm nay lại đến cuối tuần rồi và mình lên để chúng ta cùng nhau tiếp tục thực hiện cái con trợ lý ảo. Không biết là tuần vừa rồi các bạn học tập và làm việc nhà mình thì đã có quãng thời gian được làm việc work from home rồi. Đó, thì nói chung là dịch giã này cũng đỡ phải đi ra ngoài thì cũng cũng sướng các bạn ạ. Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái chức năng mới của con bot này nhé. Đó chính là mở ứng dụng trên máy tính của các bạn. Hôm trước mình đã hướng dẫn xong các bạn cái hàm dự báo thời tiết đúng không ạ? Rất là hay. Bây giờ thì các bạn sẽ thêm một cái block nữa cho mình. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên cái hàm này là Open Application nhé. Đấy, mình sẽ dep này. Open application này. Rồi, các bạn sẽ truyền vào đó là text của các bạn. Đó chính là cái ứng dụng mà các bạn muốn mở. Rồi. Thì mình sẽ thử là mở các ứng dụng quen thuộc như là Word này, PowerPoint và Excel nhá. Các bạn có thể là tự 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 mở những cái phần mềm khác mà các bạn thích. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái Google Chrome nhá, thì nếu như mà có xuất hiện Google này thì Intake thì mình sẽ tiến hành đó là speak này cho con bot nói mở Google Chrome này Chrome rồi. Nếu như quên mất, ở đây thì chúng ta phải có một cái hàm để chúng ta gọi là cái phần mềm đó lên. Chúng ta sẽ dùng cái hàm đó là OS. Đấy. Mình nghĩ là bấm Ctrl cách nó phải ra gợi ý chứ nhỉ. Thôi rồi. Mình sẽ gọi là OS này, chấm start này. OS chấm start file. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ truy cập đến cái đường dẫn của ứng dụng đó. Thì các bạn hãy vào ổ C này. Chúng ta xem là cái đường dẫn của bạn nó ở đâu nhá. Program file 86 này. Google. Đó. Chrome application. Đó. Thì các bạn hãy chọn cái file .exe này nhá. Các bạn lưu ý là các bạn muốn mở phần mềm nào thì các bạn hãy link đến cái phần mềm đó. Ok, chúng mình sẽ copy ở đây. Start file này. Các bạn nhớ thêm một cái dấu ngoặc đơn này xuống một cái from chấm ee nhá. Đó, thì đấy là cái chương trình Chrome của các bạn. Rồi, tương tự với Word và Excel, các bạn sẽ help if này Word này in text thì các bạn sẽ cho con bot nói là mở Microsoft Word đúng không ạ? Microsoft Word này. Đó. L này. If nếu như mà Excel in text quên mất check speak mở ở đây thì mình sẽ copy lại chỗ này cho nó nhanh đúng không Microsoft Excel Excel này rồi elif gì nữa các bạn thích PowerPoint mở PowerPoint viết nhảy đúng nhỉ? Xem nào, mình search PowerPoint nhá. Ok, được rồi. PowerPoint thì in text speak mở Microsoft PowerPoint đúng không ạ? Ok là
Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng lại cái hàm os.startfile nhá. Chúng ta nhớ đấy, startfile này, tìm đường dẫn của Word, Excel và PowerPoint. Ok, startfile đúng không? Bây giờ mình sẽ đi tìm nhá. Excel và Word chúng ta thì cũng sẽ ở cái chỗ này cơ, program file này, Microsoft Office. Office 15. Các bạn cứ tìm nhá, tìm cái Office của bạn nó nằm ở đâu. Mình không biết là Winwood, nó sẽ là Winwood đấy. Tên nó không phải Lex. Đây đây đây, chính là nó các bạn, chính là hắn. Đó, thì nó là winwood.exe đúng không ạ? .exe. Nó nằm trong này hay ở đâu ta? Nằm trong này thôi. Đây, PowerPoint của chúng ta đây. Winwood thì tìm phần vê kép đây, Winwood cho mấy nghe. Thì các bạn copy cả cái này này. Chúng ta sẽ vào đây. Rồi, sụp một cái. Các bạn sẽ lấy tên của cái Microsoft Word nhá. Các bạn rename này, các bạn copy cả cho chính xác này. Rồi. Tiếp theo là Excel đúng không ạ? Excel này chúng ta cũng tương tự. Excel thì các bạn hãy tìm cái phần E ấy. Cái chữ E. Mình sẽ tìm PowerPoint trước này. Rename PowerPoint. Đây mình sẽ copy đây nhá. Cảnh C. Ok. Tìm nốt Excel nữa là xong rồi. Excel thì nó sẽ là chữ E. Excel đây. Rename. Ok. Excel đây. Rồi, nếu như mà không có thì chúng ta sẽ báo là phần mềm của chúng ta chưa được cài đặt nhá. Cho con bot sẽ nói là split này. Phần mềm của bạn chưa được cài đặt. Viết sai. Rồi, ta đã cơ bản đã xong rồi. Các bạn thích mở ứng dụng nào thì các bạn hãy dẫn đến cái file anh nghe của nó nhé. Ok là. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy lại từ đầu này. Run. Rồi, không bị lỗi gì đúng không ạ? Thì mình tiếp tục consent. À từ từ, ở cái hàm consent này thì các bạn sẽ phải thêm cái chức năng gọi gọi phần mềm vào đây nhá. A few moments later. Mình vừa phát hiện ra một cái lỗi sai của mình, đó là cái chỗ mở Google và tìm kiếm này thì mình đã thiếu mất cái intake, cho nên là nó sẽ nhảy vào cái trường hợp lúc nào nó sẽ nhảy vào cái Google Search đó, thì các bạn hãy lưu ý nhá. Rồi, ngoài ra thì mình sửa lại một chút, đó là nếu như mà có dấu chấm ở trong text thì mình sẽ mở website đúng không ạ? Ví dụ như là mở vnexpress.com thì nó sẽ có dấu chấm thì mình sẽ mở website. Còn nếu cái trường hợp còn lại thì mình sẽ open application nhá. Và mình đã test thì nó ok rồi, bây giờ mình sẽ test trực tiếp cho các bạn xem này. Chúng ta sẽ chạy consent nhá. Xin chào. Thành. Chào bạn Thành, bạn cần xem giúp gì ạ? Mở phần mềm Word. Mở Microsoft Word. Dừng. Mở Microsoft Word. Dừng. Hẹn gặp lại bạn nhé. Ok là, các bạn thấy chưa?
con bot mình nó đã mở cho mình cái một phần mềm Word rồi đúng không ạ? Khá là hay ho. Bây giờ mình sẽ thử mở phần mềm Chrome xem nó có được không. Rồi chạy lại. Xin chào, bạn tên là gì nhỉ? Thành. Bot không nghe rõ, bạn có thể nói lại không? Thành Thành Bot không nghe rõ, bạn có thể nói lại không? Thành Chào bạn Thành, bạn cần xem giúp gì ạ? mở phần mềm Google Chrome. Ok, chúng ta đã mở được Google Chrome rồi. Dừng. Dừng nhá. Dừng nhá. Nó lại nó nghe lại từ cái loa các bạn ạ. Dừng 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 dừng. 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 Rồi đôi khi cái này nó hơi bị ngáo này, nó nhận cả đừng cái dừng này. Đó, thì các bạn thấy được cái chức năng Open Application nó đơn giản đúng không ạ? Thì hôm nay có lẽ là mình chỉ hướng dẫn các bạn một cái phần phần chức năng như vậy thôi và các bạn sẽ thực hành nhá. Rồi, chúc các bạn thành công. Nếu có vấn đề gì các bạn hãy comment phía dưới video này giúp mình. Bye bye và see you again.